Mới đây, một chiếc xe MPV hạng sang Volkswagen Veloran 2024 mới đã được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội. Đây là phiên bản luxury cao cấp từng được Volkswagen Việt Nam cho ra mắt vào hồi tháng 12 năm 2023. Theo người bán, đây là chiếc Veloran siêu lướt mới chỉ lăn bánh khoảng 4.799 km và ngoại hình xe còn như mới. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Volkswagen Veloran Luxury 2024 được niêm yết là 2.188.000.000 với 5 tùy chọn màu ngoại thất, nội thất tùy chọn 2 tông màu. Chiếc xe Veloran Luxury 2024 siêu lướt này hiện đang được chủ nhân chào bán với giá hơn 2 tỷ ba đắt hơn xe mới đập thùng nhưng đã được đăng ký ra biển số. Volkswagen Veloran 2024 tại Việt Nam được phát triển dựa trên nền tảng MQB, có kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.346mm, 1.976mm, 1.781mm và chiều dài cơ sở là 3.180mm. Về thiết kế, Veloran mang đậm phong cách V-Line đặc trưng của Volkswagen. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn, phối hợp hài hòa với cụm đèn EQ. Light thiết kế lớn và cấu hình ánh sáng mang tính nhận diện cao. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh điều khiển cảm ứng, cụm đèn sau thiết kế với kiểu vuốt sâu và tạo hình độc lập 3D. Hông xe có thiết kế cân xứng và hài hòa đi cùng bộ mâm 20 inch. Hệ thống treo trước và sau đều được trang bị dạng độc lập, hứa hẹn đem đến cảm giác lái đầm chắc đậm chất Đức và đảm bảo trải nghiệm vận hành êm ái cho hành khách. Hai bên thân xe tích hợp cửa trượt chống kẹt sang trọng vốn là trang bị tiêu chuẩn đối với một mẫu minivan. Phần đuôi xe cũng bắt mắt không kém, với hệ thống đèn báo phanh dạng LED được thiết kế cực kỳ cầu kỳ và toát lên vẻ cao cấp, hiện đại. Mặc dù là phân khúc MVP, nhưng Veloran không kém phần thể thao khi trang bị ống xả kép giả đối xứng và cánh lướt gió phía trên. Cốp xe đóng mở điện rảnh tay, sở hữu thể tích hơn 400 lít và có thể mở rộng lên tới hơn 2.100 lít. Về nội thất, Veloran mang đến không gian rộng rãi và thoải mái cho cả 7 hành khách. Hàng ghế thứ hai được bọc da cao cấp, thiết kế kiểu thương gia. Ở hàng ghế này, người dùng có bệ tỳ tay riêng, khay để ly, khay để điện thoại, cổng sạc, hộc chứa đồ và có lối đi ở giữa. Hành khách ngồi hàng ghế thứ hai còn được trang bị bệ đỡ chân điều chỉnh điện, có khả năng chỉnh góc 90 độ. Ghế có chức năng điều chỉnh điện, nghiêng lưng ghế tối đa 70 độ, làm mát hoặc sấy ghế, mát xa 3 chế độ và có gối tựa đầu điều chỉnh ôm sát hai bên đầu. Veloran được trang bị hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 12 inch, kết nối Apple CarPlay, USB, Bluetooth và màn hình hiển thị đa thông tin kỹ thuật số 10.3 inch. Cần chuyển số điện tử, đèn viền trang trí nội thất ánh sáng xung quanh 30 màu, điều hòa nhiệt độ tự động 3 vùng. Volkswagen Veloran được trang bị hệ thống kiểm soát trình điều khiển thích ứng ACC, hệ thống sẽ phát hiện phương tiện tiện ích, người đi phía trước thông qua radar và camera, cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu trên màn hình cho người điều khiển về cơ va chạm, tự động phanh khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động và 9 túi khí. Bên dưới nắp capo là khối động cơ chuẩn Đức TSI 2 lít turbo body, kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DSG chứ danh. Sức mạnh tối đa mà xe có thể khai thác lên tới 220 mã lực và 350 Nm moment xoắn, truyền xuống hai bánh trước giúp Veloran có thể đạt vận tốc 200 km/h.